Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Dân ta phải biết luật ta do Văn phòng Luật sư Đoàn Gia Phúc, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đảm nhận. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn một cái video có tên là Mua đất tranh chấp. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của hôm nay tôi sẽ kể đến quý vị và các bạn là như thế này. Có một vị khách hàng, ông đến văn phòng của tôi, ông bảo rằng: luật sư biết sao, hồi năm 2013 tôi có mua một cái miếng đất và tôi mua hoàn tất rồi, sang tên đăng bộ qua cho tôi rồi. Bây giờ tôi chưa có sử dụng, tình cờ cái người bán đất cho tôi đó, họ bị kiện ở tòa. Và bây giờ tôi trở thành người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Mà bây giờ tòa tôi nhận được cùng một cái tờ giấy, hỏi ra thì mới biết đây là cái biện pháp áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời là cấm chuyển dịch tài sản. Luật sư ơi, giờ tôi phải làm sao? Bây giờ có hai vấn đề luật sư sẽ giải thích cho tôi. Thứ nhất, đó là áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời là cái gì? Thứ hai rằng là trong trường hợp của tôi thì tôi phải giải quyết như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái câu trả lời mà thật ra là trong cái quá trình mình mua đất ngay từ và việc sang tên đăng bộ hoàn tất, các bên đã giao dịch đúng ý chí, đúng nguyện vọng tại thời điểm mình mua, các bên không tranh chấp, nhưng mà sau khi mình mua xong rồi, mình để mình làm của, bây giờ lại phát sinh tranh chấp, thì đó là một cái vấn đề cần phải bàn. Thưa quý vị và các bạn, trở lại vấn đề, tôi còn nhớ vào khoảng năm tháng 8 năm 2016, trong một cái dịp mà tôi có đi nước ngoài, thì tôi có đến xem một cái máy, gọi là nó giống như là cái máy trích ra khi mà mình đưa cái thông tin về giấy tờ đó, thì cái máy trích sau đó nó trích ra hàng loạt toàn bộ về nguồn gốc đất, quá trình quản lý sử dụng, số tờ, số thửa, tờ bản đồ, nó giống như một cái trích sao của địa bộ, nó trích sao của Sở Tài nguyên Môi trường, quý vị và các bạn. Quá trình quản lý sử dụng, quá trình chuyển nhượng. Và theo như cái người Hàn Quốc nói rằng, nếu như trong trường hợp bất cứ một ai đó, khi mà người ta có cái giấy tờ về nhà đất, thì người ta chỉ cần đến cái máy trích sao thì người ta sẽ tìm được cái thông tin. Còn ở Việt Nam mình thì chỉ có quản lý trên phần mềm về hộ tịch mà thôi. Thôi bây giờ đi xa quá, lại vấn đề của mình cho quý vị và các bạn. Thứ nhất, thế nào là áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời? Thưa quý vị và các bạn, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời nó chỉ là một cái biện pháp để là một biện pháp nhằm đảm bảo cho các cơ quan quyền lực nhà nước, và riêng trong trường hợp này là cấm chuyển dịch quyền tài sản. Cấm chuyển dịch quyền về tài sản tranh chấp gồm có quyền chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho, chuyển quyền sở hữu, quyền cho thuê, những cái quyền mà pháp luật quy định đối với một người của chủ tài sản. Vậy thì quay lại vấn đề, ai có quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời? Thưa quý vị và các bạn, trong trường hợp nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, khi khởi kiện ở tòa, họ thấy rằng quyền và lợi ích hợp pháp của họ bị ngăn chặn, thì họ có quyền làm đơn để xin áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời. Và trong trường hợp này, tòa án, viện kiểm sát, cơ quan tố tụng sẽ ngăn chặn, áp dụng cái biện pháp ngăn chặn tạm thời này, cấm chuyển dịch, đóng băng nó lại để chờ cái phán quyết có hiệu lực pháp luật. Như vậy thì cái ông khách hàng của tôi đó, ông đang là chủ sở hữu thật sự, nhưng vì một lý do hai ông A và ông B tranh chấp ở tòa án, và ông bị thiệt hại, có thể bị thiệt hại bằng hình thức là cái tài sản do ông đứng tên chủ sở hữu bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời là cấm chuyển dịch. Thưa quý vị và các bạn, cái biện pháp cấm chuyển dịch tài sản là một biện pháp nhằm bảo vệ đến mức tối đa cái người đi khởi kiện ở tòa, để tránh những trường hợp khi tôi đi khởi kiện ở tòa thì có
cuối cùng tôi chỉ làm một cái tờ giấy. Và khi tôi kiện ở tòa, tôi chỉ có một cái bản án mà bản án đó không mang tính chất khả thi. Trả lời câu hỏi thứ hai của vị khách hàng của tôi, trong trường hợp ông mua như vậy thì bây giờ ông được tòa xác định với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan, trong trường hợp này thì ông phải làm những cái gì? Thì tôi bảo rằng là thưa quý vị và các bạn, tôi chỉ dừng lại cho ông ở mức vai trò là tư vấn. Tôi bảo rằng ông sẽ có một cái bản tự khai ở tòa. Ông bảo rằng tại thời điểm nào đó ông nhận chuyển nhượng, ông mua cái tài sản từ người bị đơn với cái giá là 1 đồng, 2 đồng gì đó. Và cái ý chí, cái nguyện vọng, cái hình thức, cái nội dung, cái phạm vi quy định của pháp luật là hoàn tất. Và ông đã sang tên năm bộ. Như vậy, việc toàn bộ cái quy trình mà mình sang tên năm bộ tại phòng công chứng được xem là mua hay tự. Và ông yêu cầu pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. Thì ông bảo rằng là bây giờ tôi muốn bán thì sao? Và bây giờ vấn đề nằm ở chỗ ai bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi? Thưa quý vị và các bạn, đó là một cái câu trả lời mà trong trường hợp đây rất là chính xác, khi mà người ta nói là vô phúc đa tội tình. Nếu như trước cái thời điểm mà ông có tranh chấp, hai bên nguyên đơn khởi kiện tranh chấp ở tòa, thì ông có thể bán bất cứ lúc nào. Còn bây giờ thì hiện tại ông phải chờ đến khi nào mà cái vụ kiện được giải quyết xong. Thì tôi cũng đã tư vấn cho ông có hai trường hợp thôi. Thứ nhất, nếu nguyên đơn tòa bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, ông được tiếp tục quản lý sử dụng vì ông mua hợp pháp, vì ông mua ngay tình, cho nên ông tiếp tục quản lý sử dụng. Và sau khi bán án có hiệu lực pháp luật thì ông được quyền định đoạt cái tài sản. Và ông sẽ được bỏ cái phong tỏa cái tài sản bằng cái hình thức áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời. Còn trong trường hợp đó là tòa án không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Còn nếu như trong trường hợp tòa án chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn thì buộc bị đơn phải thì lúc đó ông sẽ khởi kiện tại tòa để yêu cầu phía bên bị đơn này phải thanh toán lại cho ông số tiền cộng với những cái hậu quả phát sinh, những cái lãi suất mà ông phải chịu thiệt hại trong suốt thời gian. Thì ông bảo rằng ông mua từ năm 2013 thì là 4 năm hoặc cho đến khi thời điểm xét xử. Thưa quý vị và các bạn, thật ra thì cho dù mình là người đầu tư, cho dù mình là người mua bán, cho dù là mình có kỹ đến mức độ như thế nào đi chăng nữa, thì trong trường hợp các bên trong cái đối tượng của cái phần đất của mình tranh chấp, anh em họ hàng, danh quyết định của nhà nước và những cái gì đó nó sẽ liên quan đến cái đối tượng là cái quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, thì mình sẽ đến tòa với tư cách mình là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Thưa quý vị và các bạn, trước đây tôi cũng đã nói cho quý vị và các bạn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan là như vậy đó. Trong trường hợp của khách hàng của tôi, ông đến tòa với tư cách ông là người có quyền. Quyền là vì ông đã mua cái tài sản, ông đã mua cái quyền sử dụng đất bằng chính chủ hợp pháp, bằng phòng công chứng có công nhận cái chứng thực, cái hợp đồng công chứng của ông. Và ông đã giao đất, ông đã giao tiền, ý chí, nội dung, hình thức của cái hợp đồng chuyển nhượng của ông là hợp pháp. Tuy nhiên vì vấn đề phát sinh của những người còn lại, cho nên ông buộc lòng phải vô phúc đa tội tình. Và những cái cơ quan là tòa án thì có quyền, và cái cơ quan tòa án là một cái cơ quan có quyền ban hành cái quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời, đóng băng nó lại, chờ cái phán quyết có hiệu lực của tòa án. Và tôi cho rằng cái việc mà nguyên đơn khởi kiện để yêu cầu áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời thì tùy theo cái mức độ mà tòa án đã sẽ có những cái hình thức
gọi là đóng cái số tiền để hạn chế, để nhằm sau này nếu có phát sinh những cái thiệt hại, cái rủi ro thì lấy cái số tiền ra này ra để bồi thường thiệt hại. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn những video này chuyển đến quý vị và các bạn một cái thông điệp về thế nào là áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm thời và thế nào là việc mua bán ngay tình thì thật là khó khăn. Tôi cũng ráng cố gắng chuyển cái thông điệp gần gũi nhất đến quý vị và các bạn. Tin mong quý vị và các bạn đón xem và có những cái góp ý phê bình một cách chân thật nhất. Tôi xin trân trọng cảm ơn.